Buổi chiều tối mưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một căn siêu nhà phố thang máy với diện tích ngang 4m2, sâu 15m, có thang máy và thiết kế một trệt một lửng 4 lầu. Một căn nhà phố thang máy tặng full nội thất cả tỷ đồng, toàn bộ đồ nội thất là đồ Gò Đỏ, cực kỳ đẳng cấp luôn. Nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Mặt tiền thì sẽ được làm cột tròn sơn giả đá và ban công vuông. Chúng ta sẽ được làm ban lan can sẽ là hợp kim nhôm, rất là đẳng cấp luôn. Một căn siêu nhà phố chính chủ xây ở, cực kỳ là đẳng cấp và sang trọng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha. Con đường trước nhà rộng phải tầm 7-8 mét đường thông. Chúng ta có thể kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty. Con đường thông hẻm một xẹt có trục đường Quang Trung nha. Hẻm thông và sẽ hơi quay đầu vào nhà thoải mái luôn. Khu nhà mình thì cao ráo không ngập nước rồi. Nằm ngay đoạn ngã gần với ngã ba đường Quang Trung và Tân Sơn thuộc phường 12 Gò Vấp nha. Một căn nhà phố bố trí full nội thất Gò Đỏ cực kỳ đẹp và đẳng cấp nha quý vị. Xây ở rất là đẹp luôn. Mới xây xong hoàn công năm 2022 và cần bán gấp. Căn nhà rất đẹp và đẳng cấp nha quý vị. Mặt tiền làm theo mẫu tân cổ điển, sơn cột giả đá và ban công vuông. Chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn kèm với một bộ cửa nhôm Simfa, cửa trắng. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì được ốp sàn gạch 80, đổ bê tông. Chúng ta có thể thoải mái đậu xe hơi ở đây. Khoảng này phải dài tầm 7 mét, thoải mái đậu xe hơi mệt xe lớn ở đây nha. Tường thì ốp gạch lên cao phải gần đến trần luôn. Đấy, căn nhà xây ở rất là chắc chắn và kiên cố với diện tích ngang 4m2, sâu 15m, trần thạch cao đèn chùm. Căn nhà mình hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị cô chú nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Và di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ đến với khu vực thang máy. Dưới gầm cầu thang thì sẽ được chủ nhà bố trí tiểu cảnh chim cò hoa lá rất là đẹp này. Đấy, cũng phải mất mấy triệu bố trí tiểu cảnh rồi. Full nội thất, nhà mình có 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh thì chủ nhà bố trí full hết nội thất luôn. Toàn bộ giường tủ đỏ nha quý vị. Chúng ta sẽ được làm trụ và tay vịn là Gò Đỏ nha. Ốp cột giữa Gò Đỏ này và ốp đá kim sa rất là đẹp và sang. Thang máy 450kg, thang máy nhập khẩu nha quý vị. Phía trong đây sẽ là không gian phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì sẽ được tặng lại một bộ bàn ăn 6 ghế của Gò Đỏ. Tặng lại tủ lạnh 2000 Toshiba Inventor và một cái quạt hơi nước. Phía trong thì chúng ta có luôn bình lọc nước nha. Một căn nhà rất đẳng cấp, tủ bếp của Gò Đỏ này, có bếp điện tử, máy hút khói luôn. Ngang 4m2, sâu 15m nha chị. Có thang máy và thiết kế một trệt một lửng 4 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Bộ tủ bếp của Gò Đỏ Nam Phi cực kỳ là đẳng cấp và đẹp luôn. Nhà mình thì bây giờ giao bán với giá chỉ có 8 tỷ 700 triệu thôi, giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. Đấy, bộ tủ bếp cực kỳ đẹp và đẳng cấp, có các đồ linh kiện trong đây rồi. Chúng ta có luôn các kệ inox 304 trong này. Nhà thì xây ở, đã bỏ toàn bộ đồ cao cấp nha, tủ lạnh Toshiba Inventor. Phía sau thì chúng ta có khu vực nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nha quý vị. Anh chị cô chú nào đang xem được video thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em nha. Con đường trước nhà đường tới 8m đường thông, hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung. Con đường thông kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty. Ta có thể buôn bán mỹ phẩm online, bán tạp hóa cũng được. Nằm ngay trên trục đường Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp nha quý vị. Ở đây thì gần với ngã ba đường Quang Trung và đường Tân Sơn. Và chúng ta di chuyển lên trên, đây sẽ là không gian tầng lửng phòng khách. Nhà thì cũng có hệ thống wifi và camera an ninh hết rồi. Chúng ta về chỉ việc xách vali về ở thôi. Phòng khách thì sẽ có một bộ cửa kính để làm phòng máy lạnh ở đây. Được chủ nhà tặng lại dàn loa âm thanh cũng như là tivi ở đây để chúng ta làm phòng karaoke nha, phòng sinh hoạt chung, phòng khách. Trần thạch cao đèn chùm, có máy lạnh. Nhà tặng tới 6 máy lạnh. Một bộ sofa da phải tầm 30 triệu.
cũng như là ở đây được ốp sàn gỗ cao cấp Malaysia nha. Căn nhà rất đẹp, thiết kế mẫu tân cổ điển với giá tiền rất là rẻ nha quý vị. Nhà có thang máy và đường thông mà giá chỉ có 8 tỷ 700 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua thì hãy gọi ngay về tới bên em nha. Căn nhà rất đẹp, rất là đẳng cấp và sang trọng. Hướng Tây Bắc nha các anh chị. Tặng hết nội thất trong nhà và di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ 1, 2, 3, 4, 5. Một lầu thì sẽ có 2 phòng, 4 lầu. Thang máy thì lên tới lầu 3. Toàn bộ cửa vào phòng ngủ sẽ là cửa gỗ đỏ, rất là đẹp và đẳng cấp. Chúng ta được ốp sàn gỗ, có giường, tủ quần áo, kệ tivi. Khu vực phòng tắm thì sẽ có vách tắm kính, bồn cầu khối, gạch ốp cao lên hết tường. Ta có vòi sàn thuyền và quạt hút. Phòng ngủ rất là rộng, đầy đủ nội thất nha, tặng tivi luôn. Giường 1m8, đầy đủ hết luôn. Phía ngoài có ban công đúc tổng 1m2, cửa nhôm Sinfa và lan can nhà mình sử dụng là hợp kim nhôm. Rất là cao cấp nha quý vị. Anh chị cô chú nào đang quan tâm đến siêu phẩm nhà phố hiện đại, nhà phố tân cổ điển thang máy này thì hãy gọi ngay về tới em Hưng. Với một cái giá bức bán rất là rẻ, hợp lý ưu đãi cho anh chị. Chỉ có 8 tỷ 700 triệu thôi. Thang máy thì tí em sẽ vào và review nha. Đây, phòng ngủ số 2, tủ âm tường, có luôn khu vực phòng tắm, bồn cầu khối. Máy lạnh thì dùng máy lạnh một ngựa rưỡi Capper. Anh chị nào đang có nhu cầu mua hãy gọi ngay về tới bên em. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng ngủ 3, 4 nha quý vị. Nhà có tới 5 phòng ngủ, bán chỉ có 8 tỷ 700 triệu thôi, giá vẫn còn thương lượng một chút nữa. Cửa như vào phòng ngủ toàn bộ là cửa gỗ đỏ này, có rèm cửa, máy lạnh hết rồi. Phòng ngủ số 3 nha quý vị. Trên thì cũng có máy giặt hết luôn. Nhà họ xây ở, chuẩn bị vào ở rồi nhưng mà họ công tác làm việc xa, mà trên quận 3 nên là không thể ở đây được thì bán lại. Chú ơi, mãi trên quận 3 nha, đi làm xa quá nên phải bán. Nhà chú ấy làm điện lực, tổng công ty điện lực miền Nam thì bán lại. Giá này đưa ra giá sát cũng thương lượng ít thôi, 8 tỷ 7 thôi nha quý vị. Nhà có thang máy và tặng full nội thất của toàn bộ là gỗ gò đỏ, tầm cả tỷ đồng. Giường, tủ, tivi, máy lạnh, máy giặt có hết luôn. Sofa, bàn ăn, tủ lạnh có hết luôn. Chúng ta chỉ việc đem vali quần áo về là ở thôi. Trên này là khu vực lầu 3, khu vực phòng thờ, phòng ngủ số 5. Đây là phòng thờ nha anh chị, làm rất là kỹ luôn. Nhà đúc tới 5 tấm rưỡi. Phía sau đây là khoảng phòng ngủ số 5. Phòng này thì bỏ trống nha, có tủ quần áo và máy lạnh thôi, do sợ không ở hết nên là chỉ để như vậy thôi. Rất đẹp rồi, xây ở cực kỳ chắc chắn nha quý vị, mẫu tân cổ điển rất là bền. Phía ngoài đây là khoảng sân thượng, nhà chúng ta trồng cây này, chúng ta lên trên trồng cũng được. Phía trên đây chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 4, phòng điều hành, thang máy và giặt đồ trên này. Ta có thể để máy giặt bên dưới được. Đây, đây là khu vực giặt đồ, phơi đồ luôn. Trên thì đã được lợp mái ngói rồi, phơi đồ đây luôn. Tặng lại máy giặt Toshiba đây luôn này, giặt mới hết nha. Phía sau đây sẽ là khoảng sân thượng, phía sau lại phòng điều hành, thang máy ở trên này luôn. Vâng, và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.